Đức Thánh Cha mừng 85 tuổi với những người tị nạn được Ngài giúp đến sống ở Ý. Vatican, vào ngày 17 tháng 12, sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha, Ngài đã gặp một nhóm người tị nạn đã được Ngài và Cộng đoàn Thánh Egidio giúp đỡ rời đảo ship đến định cư ở Ý vào ngày 16 tháng 12. Đức Thánh Cha đã gặp nhóm khoảng 10 người này, là nhóm đầu tiên được Cộng đoàn Thánh Egidio sắp xếp đến Ý sau một thỏa thuận giữa Tòa Thánh, Chính quyền Ý và Cộng hòa ship trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại ship và Hy Lạp hồi đầu tháng 12. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni cho biết, những người tị nạn được tòa thánh hỗ trợ trực tiếp, trong khi Cộng đoàn Thánh Egidio sẽ phụ trách việc hội nhập của họ vào Ý qua chương trình Di dân một năm. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện và hành trình của họ ở Congo Prajivin, Cộng hòa Dân Chủ Congo, Cameroon, Somalia và Syria. Vài người trong họ là các bác sĩ và các kỹ sư máy tính. Một thiếu niên người Congo đã thưa với Đức Thánh Cha, Ngài đã cứu chúng con. Đức Thánh Cha đã chào đón và nói chuyện với từng người tị nạn cách thân tình và cảm ơn họ đã đến gặp Ngài. Vào ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha, những người tị nạn đã chúc mừng Ngài sống lâu và mạnh khỏe. Họ đã tặng Ngài một tấm hình do một người tị nạn Afghanistan vẽ những người di dân đang cố vượt biển địa Trung Hải. Đức Thánh Cha cũng hỏi thăm về bé gái Ngài đã gặp ở trại Maruni ở đảo Lesbo của Hy Lạp. Bé gái sẽ đến ý cùng với gia đình trong những ngày tới đây sau khi chụp hình chung với nhóm những người tị nạn và xin họ cầu nguyện cho Ngài, Đức Thánh Cha đã giả từ họ. Trong số những người tị nạn đã gặp Đức Thánh Cha vào ngày sinh nhật của Ngài, có Grace, 24 tuổi, và Daniel, 20 tuổi, những Kitô tô hữu đã chạy trốn khỏi Cameroon sau khi các trường học đóng cửa do cuộc khủng hoảng khu vực nói tiếng Anh ở nước này. Họ đã trả tiền để được giúp đi từ miền Bắc của đảo Ship do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng đến miền Nam, nơi họ hy vọng được tị nạn tại Liên minh châu Âu nhưng họ đã bị lừa và bị lực lượng Liên Hiệp Quốc đóng tại vùng đệm phi quân sự bắt giữ ngay lập tức. Grace và Daniel đã bị mắc kẹt trong vùng đệm phân chia ship, nơi còn được gọi là vùng đất không có con người. Họ đã sống trong một căn lều hơn 6 tháng cho đến khi Đức Thánh Cha giúp đưa họ đến Ý. Grace nói rằng, niềm tin vào Chúa đã tiếp thêm sức mạnh cho cô trong những thời điểm khó khăn ở ship. Cô hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn khi cô có thể tìm được việc làm còn daniel một người công giáo nói rằng anh muốn có thể tiếp tục việc học của mình sau khi được tị nạn ở châu âu